Em đang trên tay bán cho bác Tài cái lắp pin dầu của Hyundai A8 nha các bạn nhé. Đây anh ra xoáy luôn đi anh. Anh xoáy thử đi anh. Con gì đâu anh? Có lấy món gì được không? Vâng ạ, à, anh cần lấy gì được không anh? Đây anh ra xoáy thử đi. Sao của anh nó bị xoáy nhỉ? Hay là hỏng hả? Hay là hỏng cái xoăng? Hay là hỏng cái xoăng? Hay của anh nó bị hỏng cái xoăng? Hỏng xoăng. Chắc là hỏng xoăng chứ còn bình thường lắp mới sao mà hỏng lắp được anh? Cái này của anh cũng khóa vào đây rồi. Văn thông qua lại. Nó lỏng quá. Mà vỡ ra thì lấy ra xong vỡ ra hả? Đó. Con này đi anh. Rồi với cái gì đi anh? Thôi cái đấy rồi. Lòng nhưng mà con này 20 mấy nhỉ anh nhỉ? Con này 25. 25. Đấy đây em tí đem chua xem qua bác. Anh xoáy thử đi, xem nó khi đâu có bên anh. Chặt ở bên ngay mà. Hay là đang khóa anh vừa mở anh em. Rồi, anh xoáy em. Đấy. Chặt đi anh, đấy, chặt lít luôn. Ok. Rồi đấy, tầm lại anh mở. Rồi xong. Rồi, đây nha, chặt luôn. Anh chưa khóa à? Anh đây, tạm cắt đầu các bạn nha, rồi đây chạy. Cảnh bắt cho anh trai cái anh yêu cầu các bạn nhé. Cái khi bắt thì nó có ở đây thôi, các bạn hát được nhiều nè. Đây cho anh trai đang nhìn nó đúng tầm chưa. Anh yêu không ạ? Anh từ từ anh từ từ anh cho bác nhìn nó đúng tầm chưa. Anh chạy cái gương, chạy cái gương theo chiều bác nhìn chiều anh dính bên này phát. Ok, em dán nó nha. Hello các bạn nhé, đây mình đang thực hành dán cho anh trai cái về che mưa các bạn này. Đó, con này là A8 hàng Auto Clover các bạn nhé. Autoclover này các bạn này. Trước khi dán lên em vệ sinh sạch sẽ thôi. Đấy, ngài xin nó có kiếp đây này. Chúng ta đặt là dán rất đơn giản nha các bạn nhé. Rất đơn giản nha, các bạn bóc ra dán vào thôi. Cái này mình đã quay video đến các bạn dán rồi. Đây mình dán lại cho anh trai A8 thôi. Đấy, tốt lại thì anh trai hôm nay ủng hộ mình này. Mua về cho em mua màu đen này các bạn này. Đấy, lắp bình dầu. Đấy, lắp bình xăng, lắp bình dầu này. Đó, mình đã A8. Con này là GT, con này cũng là bản rất đơn giản luôn. Còn gì đâu anh? Dạ. Chết rồi, con này em đang hết thảm. Thảm đang hết anh ạ. Thảm đang hết. Chắc phải ngoài giãn cách mình có tiếp. Còn gì đâu anh? Còn gì đâu anh? Ok anh. À, của anh là che mưa này. Che mưa cộng với tay yêu cầu cộng với lắp bình dầu 1050 bánh tất cả rồi ạ. 1.050.000 thôi anh ơi. Ừ. Đấy. Hôm nay thì mình thay cho bác cái gương cầu, nhưng mà mình lại anh ấy thích gương cầu to thì mình lấy gương cầu của Hyundai 24 tấn các bạn nhá, hàng mẫu xịn nhá, đúng của Hyundai luôn, lắp cho bác thì luôn. Đấy. Đấy là ngon luôn. Hyundai A8 gương cầu Hyundai xịn các bạn nhé, hàng mặt xanh luôn. Được chiều em rồi. Thank you anh, thank you anh. Có gì đi nào, chạy qua được cùng em nhé. Về anh đào được mà, cái này nó ôm hết từ tay, thì anh đưa ra phía ngoài này được hết mà. Mặt xanh. Thank you anh nhá. Rồi, okay. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Có gì anh em nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Anh yêu anh trai rất nhiều nha. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình và vào đúng phút tư vấn đến Nhật Đức nha các bạn nhé. Các bạn nhớ vào đúng phút tư vấn.